Xin chào và cảm ơn quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio. À, clip này à, giới thiệu với quý vị và bạn à, cặp loa Tannoy Sterling TVK. À, đây là cái mẫu loa à, đầu tiên trong cái series Prestit. À, thì cái dòng Sterling là một trong những cái dòng à, đầu tiên ở cái phân khúc vừa tiền nhất và chất lượng âm thanh của nó vẫn có một cái chất lượng đảm bảo và tuyệt vời nhất cho cho cái dòng Prestige như chúng ta biết thì cả ở dòng Prestige sẽ có Stirling, Turnberry rồi Kensington rồi Canterbury rồi uh, Westminster thì đó là những cái dòng Prestige uh, thì ở cái dòng này thì uh, ngoài chất lượng âm thanh thì hãng còn phát triển thêm cả về hình thức uh, cho nên là cái uh, những cái cặp loa của cái dòng Stirling nó có một cái chất âm tuyệt vời và một cái hình thức cũng rất là tuyệt vời nữa và cái Series uh, tvk là cái phiên bản thứ ba trong dòng sterling có RVK, HVK và tvk rồi tvk vk thì hai cái phiên bản tvk và tvk vk không có sự khác biệt gì về nhau về chất lượng âm thanh cũng như là hình thức chỉ duy nhất cái phiên bản tvk vk thì cái mặt loa là hãng có thay đổi là dán bằng cái gỗ lạ tuy nhiên thì nó sẽ có tùy cái gu thẩm mỹ của mỗi người À, chúng ta thấy thì cái mặt uh, gỗ cây vỏ wow, cây như thế này nó cũng có một cái chất cực kỳ đẹp đúng không ạ nó có một sự sang chảnh riêng nó có một cái chất đẹp riêng độ uh, mộc cũng như là độ quý phái riêng của cái 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 uh, series tvk đó à, nếu như cái mặt gỗ thì chúng ta sẽ có một cái vẻ bề ngoài hiện đại hơn thì cái mặt này nó có một vẻ cổ điển cổ kính những căn phòng uh, tân cổ điển như hiện nay bây giờ là cái xu thế uh, nội thất hầu hết của uh, các, chúng, các gia đình chúng ta là tân cổ điển thì sẽ đặt những cái mẫu loa có hơi hướng cổ điển như này vào thì nó sẽ hòa hòa hợp với lại không gian cũng như là nội thất thiết kế của ngôi nhà chúng ta và đặc biệt là nó uh, có một cái chất âm tuyệt vời của cái dòng TVK đó uh, loa Tannoy Sterling TVK về tại Bá Hùng Audio với giá bán là 56 triệu đồng và cái model này thì nó là model đen phổ thông Và quá quen thuộc với chúng ta rồi Nó sở hữu một bát 25cm Một loa chép đồng trục Với hướng âm dạng nón 1, 2, 3 Chúng ta sẽ có 3 hướng âm cho giải cao Rất là tuyệt vời tannoy sterling TV Kép Hàng tuyển chọn nguyên zin nguyên bản Bao zin bao đẹp cho anh em Và cái cặp loa này thì như em đã giới thiệu rất nhiều rồi Thì nó có thể kết hợp đóng hoặc mở lỗ thông hơi để chúng ta tùy chỉnh cho vừa với căn phòng. Anh em nào ở căn phòng rộng muốn trầm nhiều chúng ta mở lỗ thông hơi lên. Anh em nào ở căn phòng nhỏ và muốn trầm giảm đi chúng ta sẽ đóng lỗ thông hơi lại ở hai một trong hai bên. Đó, nó sẽ thành loa thông kín và giải trầm sẽ gọn gàng. À, cặp loa này thì về với báo hùng audio tình trạng nguyên bản nguyên zin đẹp xuất sắc tất cả luôn mọi góc cạnh từ trong ra ngoài đó thùng còn rất mộc và đẹp luôn đó, rất đẹp cho anh em. À, những cái cặp loa nào mà thùng xử lý hay như nào thì em sẽ báo rõ cho anh em nhé. Còn những cặp nào nguyên bản nguyên zin em báo nguyên bản nguyên zin cho anh em. Đó. Những cặp loa cổ thì không thể tránh được cái việc là chúng ta uh, spa lại thùng để cho màu đẹp hơn, đó. Uh, cho nó đều và màu đẹp. thì những cái việc đó là không thể tránh được ở những cặp loa cổ. Tuy nhiên thì những cái cặp loa uh, nó đời mới thì uh, những cái việc đó thì chúng ta chưa cần thiết làm bởi vì nó cũng còn rất là đẹp. đó. đó vần gỗ thì cuồn cuộn luôn Đó. cặp loa này thì chúng ta có thể kết nối bi wire các bạn nhé à, chúng ta có thể kết nối bi wire kết nối bi bằng cách là chúng ta sẽ tách cái cầu này ra Đó. và một lần nữa em lưu ý với anh em rằng khi chúng ta kết nối bi am bi am hoặc là bi wire chúng ta nên chúng ta phải bỏ cái cầu loa này ra và chúng ta sẽ đấu đúng âm và dương tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc có rất nhiều bác là khi đấu bi am từ hai âm ly và một mà chúng ta không tách cầu ra, nó đã xông điện lẫn nhau và gây hư hại cho âm ly. Đó, đó, là một điều rất đáng tiếc nếu như chúng ta à, không tham khảo kỹ mà chúng ta tự ý làm theo ý của mình thì sẽ có những cái trường hợp rủi ro xảy ra. Đó. Cặp loa này giá là 56 triệu đồng. Các à, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em để chúng ta giao lưu. Giá giao lưu tại báo Hồng Audio là 56 triệu các bác nhé 56 triệu hàng tuyển chọn nguyên zin đẹp xuất sắc, bao zin bao đẹp cho anh em. Đó. Chúng ta có thể nhìn thấy bên dưới là có một núm tinh chỉnh cho giải cao. Chúng ta sẽ có thể tăng hoặc giảm theo ý muốn để cho phù hợp với đôi tai và tùy từng bản nhạc. Đó. À, với cái mặt mộc, mặt gỗ như này thì em cực kỳ ưng, cực kỳ thích này. Nhà bác nào mà chơi nhiều rượu vang, xì gà thì bày những cái cặp loa này vào thì hết ý luôn. À, nhà phong cách tân cổ điển thì còn càng đẹp nữa. Đó. Đây là một cái cặp loa rất hay và thường xuyên có hàng tại Bà Hồng Audio. À, rất mong được giao lưu và được anh em ủng hộ trên khắp mọi miền xin cảm ơn các bác